Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với môn phái trục xương. Tạo hình thì đôi nét giống với cả Ngưu Hổ Tướng, hừng trừng chiếu tứ lòng, cực kỳ là ngầu lòi tuyệt phòi các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không, lấp ló ở trong bụi cỏ đó chính là cái thương cực kỳ dài nhô ra, đến từ môn phái trục xương các bạn nhé. Đấy, trông oách xách phết. Ok, thì như các bạn có thể thấy là skill chiêu thức của môn phái trục xương thì đánh mang hiệu quả băng biết các kiểu con đà điểu luôn, và cũng giống như cái hình ảnh băng vừa rồi thì skill chiêu thức của môn phái trục xương này sẽ có thêm những cái hiệu ứng kiểu như là định thân này, hay là khiến cho kẻ địch bị là đóng băng ấy, không thể nào mà di chuyển được nha. Đây là một trong những hiệu quả cực kỳ là khó chịu đối với những cái vị tướng nào mà có khả năng đánh tầm xa, nó gọi là cấu rỉa ấy, thì môn phái trục xương này sẽ có thể khắc chế rất tốt, bởi vì có thể lao vào áp sát kẻ địch cũng như là định thân kẻ địch luôn, không cho kẻ địch di chuyển và từ đó có thể kết liễu được mục tiêu các bạn. Thì mình nhận thấy là môn phái trục xương này để mà đi PK thì rất là ngon lành nha các bạn ơi. Nó sẽ phần nào đó khắc chế vào môn phái liệt sơn mà mình đã review ở trong video trước nha. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau ngâm cứu bộ kỹ năng của môn phái trục xương này kỹ hơn nha. Rồi, skill đầu tiên, Toái Nguyệt Phi Thương, tạo một lần sát thương cho kẻ địch ở xa, kèm 178 lực công, gây 214% sát thương, đồng thời xóa một hiệu ứng có lợi của đối phương nha. Và skill này hồi chiêu trong vòng 8 giây. À, đây sẽ là một skill mà có thể giúp xóa những cái hiệu ứng có lợi của đối phương, nhưng mà nó chỉ xóa được một hiệu ứng thôi nha. Trong trường hợp mà có quá nhiều hiệu ứng thì nó cũng chỉ xóa được một hiệu ứng thôi. Và như thế cũng là tạm ổn rồi đối với skill ở những cái level đầu nha các bạn. Skill tiếp theo đó chính là Lâm Uyên Liễm Trảo. Đối với kẻ địch trong phạm vi 6 ô thì tạo một lần sát thương, kèm chiếm 18 lực công và gây 160% sát thương, định thân kẻ đó. Ô, được này, có khả năng định thân này các bạn, hợp lý luôn, ngon lành. Đây là một chút gọi là khống chế nha. Tuy nhiên thì sát thương của chiêu thức này gây ra không được nhiều và chân khí tiêu hao thì cũng hơi tốn các bạn ạ. Ở tầng thứ hai thì chúng ta sẽ có thêm một skill nữa ở Giao Long Đằng Thủy. Xóa tất cả các hiệu quả giảm tốc và bất lợi bản thân, khắc chế vào môn phái đó chính là liệt sơn đấy các bạn. Bởi vì môn phái liệt sơn là cầm cung thủ bắn ấy, thì nó có rất là nhiều hiệu ứng giảm tốc các kiểu. Nhưng mà môn phái này thì nó lại giảm tất cả các hiệu quả giảm tốc, ảo ma Canada thực sự luôn. Tăng 10,4% phòng và 31,7% tốc độ luôn. Tăng 10,5% sát thương, duy trì 12 giây, công 4 lần kẻ địch trong phạm vi chỉ thị, mỗi lần kèm 118 lực công, 3 công đầu tạo cho 5 ô xung quanh, 65% sát thương, công cuối hình quạt về phía trước. À, phát cuối thì sẽ gây nhiều sát thương hơn. Đồng thời thì có 2,5 hiệu quả định thân nha. Nếu như mục tiêu bị định thân rồi thì sẽ chuyển thành hiệu quả đông kết, tức là không thể ra chiêu thức kỹ năng và di chuyển. Oh man, căng ấy. Tiếp theo đó chính là một skill chủ động nữa, Lữ Sương nha. Công và đánh dấu mục tiêu trong phạm vi 8 ô, kèm 103 lực công và gây 185% sát thương, thêm 3 giây định thân. Có khả năng định thân khá là khó chịu nha. Wow, nếu như mà môn phái cung thủ có cái khả năng gọi là giảm tốc kẻ địch này, rồi nhảy lùi ra sau để giữ vị trí này, thì cái môn phái trục xương này hầu như là khắc chế vào luôn, đó chính là môn phái liệt sơn. Bởi vì có cái khả năng định thân, sau đó khi mà cung thủ bị định thân rồi, lao vào áp sát thì cực kỳ là căng thẳng luôn nha. Và với rất nhiều skill có cái hiệu quả định thân như thế, thì phóng thêm skill phát nữa với cái skill đó chính là Giao Long Đằng Thủy này, và phóng thêm một lần skill Tuyết Đầy Thiên Sơn này nữa, thì chắc chắn là môn phái cung thủ không thể nào mà di chuyển được và cũng không thể ra kỹ năng, là thôi rồi lượm ơi đấy. Còn đây có một cái kỹ năng bị động, đó chính là Lãm Tinh các bạn ạ. Lãm Tinh Trục Nguyệt Tửu Vi Huân. Tiếp theo là một skill bị động nữa giúp cho tăng cái khả năng định thân lên này. Tiếp tục là kỹ năng này thì tăng kháng hôn mê. Đây là skill chủ động nha, nhưng mà mình chưa học được. Thương Long Tiêu, công nhiều lần một mục tiêu trong phạm vi 5 ô, mỗi lần kèm 429 lực công, 4 công đầu tạo 40% sát thương, công cuối thì là tạo ra sát thương trong phạm vi hình bán nguyệt và kèm 18% công, gây 300% sát thương. Công cuối lại cao hơn, chắc chắn bạo kích nha. Wow, skill này nếu như chắc chắn bạo kích thì mấy viên đá kháng coi như là loại bỏ được nó luôn nha, càng đấy. Nhưng mà hồi chiêu tận trong 16 giây thì cũng hơi căng thẳng nha các bạn. Ở tầng skill thứ 3 thì chúng ta cùng nhau đến với skill đầu tiên, Bộ Vân. Xóa khống chế đồng thời nhảy về sau 8 ô, giảm thời gian bản thân chịu khống chế 2 giây, duy trì 4,9 giây, đồng thời trong 8 giây nhận 6% giảm sát thương. Sau khi phóng trong vòng 6 giây thì kỹ năng đổi thành Bộ Vân Trích Truyện giai đoạn 2. Ui,
skill giai đoạn 3 thì có một cái quả skill bộ vân này cực kỳ là ngon lành nha các bạn. Tức là nó có thể khả năng là xóa khống chế này, giảm cái thời gian bị khống chế xuống này. Và sau khi phóng trong vòng 6 giây thì nó sẽ đổi sang trạng thái thứ hai, tức là toàn bộ kỹ năng sau khi phóng sẽ hồi lại nha. Ngon lành cành đào đấy. Nhưng mà skill này tất nhiên rồi, nó sẽ hồi chiêu trong vòng 21 giây liền các bạn nhé. Thế này thì khả năng spam chiêu thức của môn phái đó chính là trục xương này rất là ngon lành nha các bạn. IPK gọi là ối dồi ôi luôn, có khi hơn hẳn một bộ skill chiêu thức đấy các bạn ơi. Skill tiếp theo, Sơn Vũ Dục Lai. Đây là một skill có đánh dấu mục tiêu này, kèm 10% dị thương, đồng thời giảm 25% hiệu quả trị liệu. Còn trục xương thì mỗi lần tạo sát thương thì sẽ hồi cho bản thân 1,6% điểm sinh lực nha. Tức là tốc độ đánh càng cao thì em này sẽ hồi sinh lực càng nhanh đây. Wow, hoành sốc xem nào. Đây là một kỹ năng bị động, có thể tăng né. Tiếp tục một kỹ năng bị động nữa là tăng công này. Skill bị động này thì là tăng sát thương bạo nha các bạn, kết hợp với cả cái chiêu thức mà chắc chắn bạo kích thì nó sẽ rất là ngon lành. Còn đây là bộ skill chủ động đây, level 123. Sau khi phóng xông về phía trước mục tiêu trong phạm vi 8 ô, nhưng mà chỉ đánh đơn thôi nha, công mục tiêu và kẻ địch trên đường. Lần công này kèm 976 lực công và thêm 18% lực công, gây thêm 395% sát thương nữa. Sau khi xung phong sẽ càn quét và công tập thể kẻ địch xung quanh. Không chỉ là đánh đơn mà nó sẽ gây sát thương trên một đường thẳng, tức là trong quá trình lao tới đấy. Và khi mà đến gọi là đoạn cuối rồi thì nó sẽ tiếp tục là oánh trong phạm vi khá là nhiều kẻ địch ở xung quanh nha các bạn. Mỗi lần thì kèm 976 lực công và tạo 190% sát thương. Nhưng mà lần cuối này thì sát thương sẽ bị giảm đi, không giống như là đánh đơn mục tiêu nha. Tiếp tục là định thân kẻ đó trong vòng 2,8 giây. Nếu kẻ địch đã ở trạng thái định thân thì chuyển hóa thành hiệu ứng đông kết, cũng tương tự như những cái hiệu ứng ở skill trước đó nha các bạn ơi. Để xem nào. Tạo trụ băng tròn dưới chân mục tiêu, gây 80% sát thương, đồng thời định thân. Wow. Và nếu như trụ băng vỡ thì tiếp tục công mục tiêu. Vỡ phát là tạo sát thương nhiều hơn đấy các bạn này. Khủng khiếp đấy. Hình thành vực băng tròn, kẻ địch trong phạm vi 5 ô xung quanh bản thân bị giảm 22% sát thương và kèm 25% giảm tốc nữa cơ. Khi bị địch trong phạm vi 5 ô xung quanh tấn công sẽ thêm 22% hấp thụ. Wow, ngon lành nha. Thế thì em này đi PK phải gọi là ổn luôn các bạn. Hôm trước thì mình có review cái môn phái đó chính là Liệt Sơn. Thì môn phái đấy có khả năng giữ vị trí tốt thì đi PK cũng rất là ngon bởi vì có hiệu quả giảm tốc. Tuy nhiên là nếu như cái môn phái trục xương này lại có phần counter về cái bộ skill của môn phái Liệt Sơn nha các bạn. Đấy, chỉ cần áp sát vào mà dính đóng băng định thân các kiểu là thôi rồi đấy. Một vài skill bạo nữa thôi là chắc chắn là Liệt Sơn phải nằm thôi các bạn ơi. Mình thì đánh giá đây sẽ là một trong những môn phái mà có khả năng toàn diện và ổn áp nhất, kể cả đi rèn luyện farm quái cũng như là đi PK đơn đấu nha các bạn. Ok, thì không biết có bạn nào là fan của cái môn phái trục xương này hoặc là đang chơi môn phái trục xương này thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết về nha. Và các bạn đừng quên ấn vào đường link tải game ở trong phần mô tả để tải game về chơi cùng với mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những môn phái tiếp theo.